em nè, Simi đã trở lại với thế giới Toka và Simi kiếm được tiền nữa chứ. Nhưng thật không may, Simi phải đối đầu với nhóc con xấu tính. Đúng là cái nhóc con này khó chịu thật chứ. Nhưng mà khoan, có một tin rất là vui dành cho mình, đó chính là Simi đã xây nhà riêng rồi nè. Mà đặc biệt là còn gấu tuyết nữa chứ. Thích quá à. Hello, chào người, mình là Simi đây. Trời ơi, tính ra là hôm qua mình vừa làm một video về thế giới Toka, mình không ngờ có rất là nhiều bạn bình luận phía dưới. Trời ơi, tính ra em cũng chơi game này luôn á, chị cũng chơi hả? Thì ok, hôm nay mình sẽ làm phần 2 nha mọi người. Và mình đọc rất là nhiều comment của bạn. Các bạn chỉ hướng dẫn mình kiếm tiền rất là nhiều. Đầu tiên tôi thử đọc thử nha. Bạn đầu tiên, bạn gì đây? So Kim, muốn có tiền thì đi ăn cướp đi chị. Cái gì em? Trời ơi, cái gì mà đi ăn cướp? Không có được, tôi là tôi biết tôi đang ở trong thế giới game. Nhưng mà ăn cướp, ăn trộm rất là xấu các bạn ơi. Không nên học theo cách này nha. Mình muốn có tiền mình mới đi làm. Đó, mới có tiền chứ không được ăn cắp. Đúng, đúng. Đấy, cái gì mà kiếm tiền kỳ cục gì bé. Không được, không ăn cắp nha. Trời, ăn cắp là đi như gì ta? Là bị ba mẹ la, bị người ta bảo mình là người xấu đó. Không, không ăn cắp, không ăn cắp. Cái gì kỳ cục gì bé. Rồi, cái gì đây? Theo kinh nghiệm của em chơi game 2 năm thì cách kiếm tiền cũng dễ thôi ạ. Rồi, bạn này chơi game 2 năm lận. Cách 1, vào cửa hàng siêu thị có thể có máy rút tiền và bấm nút rút. Số 2, trong phòng thư ở bưu điện. Số 3, mua nội thất ở máy rút tiền. Ồ, trời, tính ra bé này là hướng dẫn mình chi tiết luôn. Cả ông bé rất là nhiều nha. Đầu tiên là muốn kiếm tiền, muốn rút tiền thì phải tới siêu thị. Ồ, ok các bạn. Bây giờ mình sẽ thử tới siêu thị có gì nha. Trời ơi, tôi cũng có tiền để có thể xây nhà, xây cửa và còn mua đồ ăn nữa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng tới siêu thị nha các bạn. Rồi, siêu thị là bây giờ mình chỗ nào đây? Giờ mình mới chơi game này, thật sự mình cũng không biết quá nhiều thứ. Nên có gì, có những cái trick gì thì các bạn cũng đừng quên chỉ mình nha. Siêu thị thì mình nghĩ là cái này đúng không ta? Ok, mình sẽ bấm vào đây nha. Siêu thị. Ồ, các bạn ơi, mình tới siêu thị rồi nè. Chị ơi, cho em mua xíu đồ nha. Lấy cái giỏ. Đấy, đi chợ, đi chợ, đi chợ. Ôi trời, các bạn ơi, chỗ này nhiều đồ ăn ngon quá. Trời ơi, tự nhiên thèm ngang quá. Ok, bé này bảo là vào siêu thị có máy rút tiền. Ồ, ok. Ơ, dạ em chào chị. Ủa, gì vậy bé? Bé cũng đi rút tiền hả? Dạ. Dạ vâng, em cũng muốn rút tiền một chút ạ. Dạ. Ủa, mình đâu có tiền đâu ta, sao giờ? Ủa vậy hả? Ok, vậy bé cứ rút tiền nha, chị đi đây. Trời đất ơi, xin lỗi bé nha. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Trời ơi, thế mình đâu rút tiền đâu trời. Nhưng mà cái bạn ấy bảo mình là bấm vào máy rút tiền sẽ có tiền hả? Nói thật không ta? Bây giờ mình sẽ bấm thử nha. Có tiền. Ui, ui có tiền thật nè. Ôi có tiền luôn hả? Ui, wow, ui có tiền nè các bạn ơi. Wow. Oh my god. Ui, mình rút được 2 đồng. Wow. Oh my god. Wow. Ủa sao tôi ăn được tiền vậy? Wow. Oh my god. Oh, mình chỉ được rút được chừng này đồng nữa các bạn ơi. Ủa, mới có thể bỏ tiền vô giỏ được hả? Trời, người ta là bỏ tiền lên đây chứ ai bỏ tiền vô giỏ. Trời, sao tôi kiếm tiền dễ vậy? Cái này là mình không ăn cắp ai nha. Cái này là account nè. Nên là tiền có sẵn trong thẻ chứ tôi không ăn cắp nha. Các bạn ơi, thì mình kiếm tiền này nhiều dữ vậy trời. Khoan, nếu mình có tiền, vậy là mình đã có tiền để mua đồ ăn rồi. Yes. Ok, để coi coi. Wow, đây có nhiều động vật quá à. Ôi, đây có cả bán nội thất các kiểu nữa. Trời ơi. Ôi, ở đây còn có bán đồ chơi nữa các bạn ơi. Wow. Bùm bùm, bà đang chơi xe ô tô. Bùm bùm. À, ai da, trời, tính ra mình đang chơi xe ô tô mà có bà chị nào ở đây vậy? Ê, bà chị kia, sao bà dám ngán được tôi hả? Hả, bực hết cả mình. Hả? Cái gì mà ngán được chứ? Tính ra chị đang đứng đây mà, xong em xông tới mà, đâu phải lỗi chị đâu. Hả? Tôi không quan tâm, bà đụng vô người tôi là bà có lỗi rồi. Bà đã mua đồ chơi cho tôi đi, không là tôi la làm á. Cái thằng bé vô duyên này. Trời ơi, tính ra mình đâu có làm gì đâu. Thằng nhóc mày định ăn vạ mình gì?
Thôi được rồi, để chị ra tay nè. Thôi cũng được, chị sẽ mua đồ chơi cho em. Nhưng khi em sử dụng món đồ chơi của chị, những con quái vật sẽ xuất hiện và sau đấy ăn thịt em. Và em sẽ không còn tồn tại trên thế giới nữa. Thôi được rồi, chị sẽ mua đồ chơi cho em được chứ nhóc con. cái gì bị ác quỷ, bị quái vật bắt cóc hả? Tôi không cần bà chị mua đồ chơi cho tôi đâu. Vui ghê. Sao định ăn vạ tôi hả? Không có dễ đâu nhóc. Thiệt tình á. Đây nhiều đồ chơi quá à. Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ đi kiếm đồ ăn mình yêu thích với được. Cứ vạ nhìn kìa. Đứa nhóc kia còn run cầm cập khi sợ là bị gọi là gì ta, con quái vật bắt cóc kìa. Thôi ai biểu nhóc chọc chị chơi xứng đáng bị như vậy. Ok, bây giờ mình đi mua đồ ăn nha mọi người. Ok, đây mua đồ ăn nè. Ở đây có rất là nhiều đồ ăn ngon luôn á. Mình nghĩ đầu tiên mình sẽ mua cho mình trái cây ha. Ok, bây giờ mình sẽ có khoai lang. Bốc máy khẩu của tôi. Ok, khoai lang nè. Ok, và sau đấy là bánh mì. Bánh mì. Ủa, khoan, tôi để ý là trong này có những tờ tiền bị thất lạc nè. Hay là bây giờ mình đem tiền này cho mình ta, bởi vì mình cũng đâu phải của ai đâu đúng không? Ơi nhưng không được, đây không phải là tiền của mình với là tiền của cửa hàng, lỡ đây là tiền của chị chủ tiệm sao? Không được. Ok, bây giờ mình sẽ trả chị chủ tiệm nha. Rồi bây giờ đây là tiền của chị chủ tiệm. Chị chủ tiệm ơi, đây là tiền của chị nha, đó em trả chị nè. Đó. Trời ơi, chị ơi, mốt á, mà mình làm gì á, mình nhớ cất tiền kỹ xíu nha, không là người lạ người ta lấy hết tiền. Úi, con nè. Trời ơi, chị ơi, sao chị cái tệ rồi. Đó, trời ơi, em trả cho hết tiền của chị đó. Trời đất ơi, thiệt tình á. Ok, bây giờ mình coi còn cái gì để mua không. Có bánh mì rồi, bây giờ là có cà rốt. Và có thịt gà. Ui, thôi bây giờ mình ăn nhiều rồi mình uống đi. Bây giờ mình sẽ... có cái mít răng nè, có cả sữa nữa. Mình sẽ mở cửa lại. Đây, mình sẽ lấy sữa nha mọi người, uống sữa rất tốt cho sức khỏe. Và còn gì nữa không ta, còn gì nữa không? Tôi coi. Ui, có tạp chí rồi nè. Có gọi là gì ta, mấy cái bánh pizza nè. Ui, cái này dễ thương á, mua. Dạ vâng, thưa chị, em mua xong rồi, cho em tính tiền ạ. Ok em gái, để chị check xíu nha. Rồi, ok, cái này nè. Rồi, ok. Rồi, của em là hết 5 đô, có gì em đưa chị 5 đô nha. Ok. 5 đô hả? Dạ vâng, ok, chị đợi em xíu nha. 5 đô sao? Sao chia ra cái đống tiền rồi ta? A few moments later. Ôi, chết rồi các bạn ơi, bây giờ mình tách tiền không có được, bây giờ nó dính chặt vô tay mình rồi nè. Ôi, lấy 5 đô lấy sao vậy? Dạ em không có tách được tiền á. Thôi có gì em trả tiền giúp chị nha. Dạ đây à. Mất hết tiền rồi. Trời, cái gì mà em đưa chị nhiều tiền vậy? Thôi không sao, mốt sau này á em có vào cửa hàng chị mua gì chị khỏi cần lấy tiền của em nữa. Ok, được không nào? Chị nói thật hả? Dạ vâng, em cảm ơn chị nhiều. Dạ, em chào chị, chúc chị một ngày thật là tốt đẹp ạ. Ôi trời, may quá các bạn ơi, may mình gặp chị chủ tiệm tốt bụng đó mọi người. Thôi được rồi, bây giờ mình đã mua được đồ ăn xong rồi, bây giờ mình sẽ đi mua áo quần nha. Mà tôi đọc của mẹ các bạn này á, vào bưu điện sẽ có áo quần đẹp. Thiệt không ta? Rồi bây giờ mình sẽ đi vào bưu điện nha mọi người. Bưu điện là ở đâu ta? Đợi tôi xíu nha các bạn. Bưu điện đúng không? Bưu điện, hình như theo mình biết bưu điện là cái này đúng không? Rồi đi vô xem thử nha. Mình tới bưu điện rồi nè các bạn ơi. Wow, trời ơi, chỗ này lạ lạ dữ ta. Nè, cô gái kia, cô dạo đây làm gì vậy? Hả? Đi thư viện biết chưa? Hay là cô vô ăn trộm à? Ăn trộm à? Không phải, tôi không phải vào đây ăn trộm mà là có một số bạn fan bảo tôi là chỗ này có rất nhiều đồ, nhiều trang phục đẹp và nó miễn phí á. Liệu tôi có thể vào đây lấy trang phục, lấy áo quần miễn phí được không? Ngài chuột, ngài tí hon, ngài...
Mọi người không biết cái thứ sinh vật đấy là con gì mọi người. Tôi có thể lấy áo quần miễn phí ở đây không nhờ ngài chủ bưu điện? Hả? Vào trong đây lấy áo quần miễn phí sao? Cũng đúng. Nhưng mà khoan, trước khi cậu muốn lấy áo quần miễn phí, cậu phải cho tôi một món đồ ăn đã, tôi mới cho cậu đồ miễn phí. Ồ, một món đồ ăn sao? Vậy ngài đợi tôi xíu nha. Đồ ăn hả? Mình nghĩ lấy cái nào ta, mình không biết ngài thích ăn cái gì á. Cái này hay cái này hay bánh mì? Mình nghĩ chắc là bánh mì đi ha. Ok, mình nghĩ ngài, mình nghĩ ngài có phải thích sữa đó, bởi vì ngài ấy đang có đồ ăn rồi nhưng mà không có nước uống, thôi chắc là sữa vậy. Tôi rất thích uống sữa. Dạ vâng, ngài chuột ơi, thì hiện tại tôi đang có sữa, liệu ngài có muốn uống sữa không? Sữa này tôi mới mua ở trên siêu thị luôn á. Hả? Cái gì? Sữa sao? Ai da, món quái khẩu của ta. Được, đưa cho ta sữa đi, ta sẽ cho cô lấy tất cả mọi thứ mà cô thích. Đưa ta sữa đi. Sữa. Được rồi, đây của ngài đây. Đấy. Đó, đây. Đó, sữa nè. Nếu ngài thích gì ngài cứ kêu tôi nha. Có sữa. Wow, món quái khẩu của ta. Thôi được rồi, bây giờ con muốn lấy gì lấy đi, mà lấy vừa thôi nha, đừng lấy nhiều quá, nghe chưa? Thôi đi. Món yêu thích của ta. Thơm quá. Dạ vâng, cảm ơn ngài chuột à. Lấy đồ miễn phí sao? Hiện tại mình đang thấy ở đây có một cái cổ máy ấy, mọi người. Chẳng lẽ mình kích vào cổ máy này mình sẽ có quà miễn phí sao? Ok, mình sẽ kích thử nha. Hey! What? Ôi giời ơi. Một món quà từ SpongeBob. Wow, một món quà bí ẩn. Ok, mình sẽ để cái túi sách mình ở đây nha. Ok. Một món quà bí ẩn sao? Cái là cái gì ta? Mình mở thử nha. Hỡi. Wow. Ủa cái gì đây? Đồ hóa trang SpongeBob. Ủa cái là cái gì vậy? Ôi, mình biến thành bọt biển rồi các bạn ơi. What? Thế nào, tôi chính là SpongeBob đây. Tôi là cậu bé bọt biển đây. Mình không biết nữa, nhưng mình nghĩ bộ đồ này lại không hợp với mình lắm đâu các bạn ơi. Ok. Mình nghĩ mình sẽ thử vật may khác thử ha. Cái này có vẻ không may mắn lắm. Món quà tiếp theo được không ạ? Liệu tôi có một món quà khác được không nhỉ? Ui, phải là SpongeBob. Có cái món quà khác không nhỉ? Có thể một món quà khác được không? Hai món quà của SpongeBob. Ủa? Ủa không, cái này là cái khác hả? À, đây chính là trang phục từ gọi là câu chuyện SpongeBob, cậu bé bọt biển. Mình thấy cái này không đẹp lắm. Tính ra cái chỗ này trang phục nó cũng không đẹp lắm nha mọi người. Mình cũng không biết nữa. Mình chỉ muốn có một bộ đồ đẹp để mặc thôi, mà không có nữa. Gì đây? Ôi, ở đây thì mình thấy có rất là nhiều đồ vật nha. Cái này là cái gì vậy? Vòng hoa đội trên đầu. Thì đây, ở đây có rất là nhiều trang phục. Thì ra đây là chỗ có nhiều đồ đẹp mà mấy bạn bảo hả? Hay vậy? Mình coi thử coi. Có cách nào không? Mình có thể di chuyển vật phẩm ra. Wow. Ui, hay vậy? Cái này là ủa sao cái bộ đồ này giống đồ bé mưa vậy? Đây mình cho các bạn coi nè. Ôi, đúng mục tiêu rồi. Đây là trang phục cho bé bé đó mọi người, cho vẻ thú cưng. Ôi, tính ra đây nhiều trang phục nha. Trời, ở đây nhiều thứ dữ vậy. Tính ra mấy cái đồ này mình dùng để đem đi trang trí cũng được đó mọi người. Đồ phi hành gia. Ủa cái gì đây? Mình làm công ma nè mọi người. Ok. Ta chỉ là con ma cần gì. Những đứa trẻ nào không nghe lời bố mẹ, hay không lo học hành, hay thức đêm, ta sẽ chui xuống giường đứa trẻ đó, và sau đấy kéo đứa trẻ đó đi luôn. Ôi, tính ra cái trang phục này vui á. Tính ra mình mang cái này vào cái hôm Halloween chắc chắn rất là nổi luôn. Mình là một con ma
cướp miệng. Hay quá à. Lộn. Ôi, tính ra ở đây có nhiều trang phục hay dữ ta. Cái gì vậy? Ôi, mình gỡ này ra xíu nha. Ok. Hay. Ôi, ở đây có trang phục của là gì ta? Của thần tiên đó hả? Trời, có trang phục của ốc phù thủy. Hay dữ trời. Ôi, trời đây nhiều đồ dữ vậy. Tính ra cái đống đồ này mình có thể dùng để làm trang phục mỗi ngày của mình luôn các bạn ơi. Hay quá à. Được rồi, ok thì cảm ơn bạn nào đó đã hướng dẫn mình tới chỗ này nha. Ui, và tới chỗ này rất nhiều đồ cute luôn ấy. Sau này mà thiếu đồ mình vào đây lấy đồ cũng được các bạn ơi. Nhìn hay quá à. Ui. Nhìn hay quá trời luôn. One eternity later. Ok các bạn, thì trong tất cả các trang phục thì mình nghĩ mình sẽ lấy cái mũ cướp biển này. Và cái trang phục hoạch con ma này có vẻ nó khá là dễ thương mọi người. Mình có thể cầm được đúng không? Mình có thể đâu? Mình muốn có nó. Mình không có gì ta. Không bỏ nó vô giỏ được, tiếc quá bởi vì nó quá là bự. Ok. Ok bạn ơi, sau khi kiếm được những trang phục mình yêu thích thì mình nghĩ mình sẽ kiếm một ngôi nhà để mình có thể xây nhà và trang trí nhà nha mọi người. Ok. Đi kiếm nhà cùng mèo Simi thôi. Let's go. Ok bạn ơi, và tiếp theo chúng ta sẽ trang trí nhà cửa nha mọi người. Let's go. Thì đây chính là nhà của mình nè mọi người. Nói chung là nội thất của nó cũng khá đơn giản thôi, chưa có gì hết. Thì bây giờ việc của mình chính là bắt tay vào trang trí thôi. Đầu tiên đó chính là phòng ngủ. Ok, phòng ngủ mình coi. Phòng ngủ của mình nè, để coi đầu tiên chúng ta sẽ trang trí cái giường đầu tiên nha. Các bạn ơi, các bạn thấy gì không? Giường gấu tuyết. Làm ơn. Yes, có giường gấu tuyết luôn á. Trời ơi, tôi không ngờ ở thế giới lại có cái giường gấu tuyết cute như thế này luôn á. Trời ơi, cute dữ vậy. Ok, để coi. Ui, ở đây có cả nuôi em bé nữa. Nhưng mà rất tiếc mình vẫn chưa có con nên mình sẽ không lấy cái đấy ra. Ok, mình sẽ ui, ở đây có cái giường cuốn nè. Ui, mình nghĩ mình sẽ để cái này cho bé Mưa ngủ. Nhưng mà một ngày nào đó mình sẽ đưa bé Mưa về nhà của mình nha mọi người. Ok, nếu các bạn muốn mình dẫn bé Mưa về. Và tiếp theo là thảm. Thảm gấu tuyết. Trời ơi, trời ơi, cái game gì dễ thương vậy trời. Hết giường gấu tuyết rồi còn thảm gấu tuyết nữa. Ai chịu nổi. Trời ơi là trời. Ok, cái nào chứ, cái này sim chịu nha mấy bạn. Sim chịu, rất chịu nha. Rồi ok, và tiếp theo mình nghĩ mình sẽ thêm một cái lộn chưa. Mình cần một cái kệ nữa. Để coi có cái kệ nào thích hợp nha. Ui, đây có mấy cái kệ tủ nè, đúng không? Cái này là kệ tủ đúng không mọi người? Kiểu cái kệ mà có thể mở tủ ra, đúng không ta? Coi. Ok, bây giờ mình test thử nha mọi người. Đây, tôi test thử đấy. Có thể nha. Xinh. Ok, để mình tiếp theo mình thấy chỗ này, cái phòng ngủ của mình nó khá là ok rồi mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục trang trí phòng khách nha. Để coi. Phòng khách chúng ta có gì đây? Trời ơi, tủ cục gấu tuyết. Trời, cái game này cho nó game là quá trời của đất rồi. Làm gì sao tôi chịu nổi. Trời ơi, một người mà tính đồ gấu tuyết này sao tôi chịu nổi hả? Nhưng mà thôi, keo nha, rất thích nha. Đó. Trời, nói chung á, đồ gấu tuyết là tôi chơi hết. Tôi chơi tới đầu luôn mấy bạn ơi. Đó. Và tiếp theo, để thiếu thảm gấu tuyết. Nói chung là cái nhà này của tôi phải gấu tuyết. Gấu tuyết hết cho tôi, nó tuyết hết cho tôi. Đấy. Ok, tiếp theo chính là phòng ăn nha mọi người. Để coi phòng ăn nó sẽ ở đây nha, đúng không? Ủa, phòng bếp chúng ta có tủ lạnh. Cái tủ lạnh. Chúng ta có một cái này, không có gì chơi. Trời ơi. Ui, nhiều cái hay vậy. Ui, mình có một cái bàn màu trắng nè mọi người. Ok, bây giờ mình đang thắc mắc là mình nên thay bàn này ta. Thôi, trời ơi, chết rồi. Ok, đoạn có mở tủ lạnh đâu không vậy? Không mở được hả? Ây da, không mở được tủ lạnh thôi. Đồ ăn cái gì à? Ở đây tạm. Ủa, xấu gì vậy? Ok, mình sẽ xin lỗi cái bàn và mình xin lỗi cái ghế luôn. Đó, mình thấy là cái bàn trắng này có vẻ dễ thương á. Ôi, có cái bàn thủy tinh nữa mọi người. Nhưng mà mình chỉ lấy bàn trắng thôi, ghế thì mình sẽ lấy. Có rất nhiều loại ghế nha. Mình sẽ lấy ghế này cho dễ thương ha. Đó, ghế này mình thấy cute á. Rồi, xin lỗi cái ghế luôn. Đó, trời ơi, ghế phải nhiều xíu để múc mà đãi khách còn gì đó chứ mọi người. Đó, rất nhiều ghế khác nhau nhưng mà chỉ lấy chừng này ghế thôi. Và mình sẽ để, ôi lộn, mình để cái này ở đây nha. Đó.
để vô. Trời chết rồi, nãy là tôi nhét cà rốt vô cái bánh mì rồi. Và tiếp theo đó chính là dụng cụ. Ui, dễ thương quá. Mình thấy là ở đây là có một cái ấm trà màu hồng rất là cute và rất là sến luôn. Nên mình sẽ lấy cái ấm trà này. Đó, rồi, xinh đẹp chưa? Rồi, được. Đó. Trời ơi, nó không có đứng ở cái chỗ mà tôi thích đó mọi người. Rồi, ok, và tiếp theo chúng ta có rất là nhiều chén dĩa. Đấy, và màu xanh nữa. Trời ơi, cái game này là chết rồi mọi người, chết. Dễ thương quá. Không có cái gì mình treo hết ta. Mình coi. Mình có thể lấy cái kệ mình treo được đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ lấy, đây. Bây giờ mình sẽ để một cái này ở đây ha. Và tiếp theo là một cái tủ ở đây. Đó, để mình có thể cất đồ đạc của mình vô. Ôi, không qua được hả? Nó sát quá, từ có qua được không? Được, ok. Rồi, và tiếp theo mình sẽ để dụng cụ ở đó nha mọi người. Đó, ok, bây giờ mình sẽ để mấy cái dụng cụ chén đũa ở đây. Đó, quá là đẹp luôn mấy bạn ơi. Xuất sắc, đó. Cốc chén gì trên này hết. Đó, thôi cho mình nghĩ là mình sẽ dùng bằng, gì ta? Dùng bằng cái cốc màu xanh đi cho dễ thương. Tôi thích cốc xanh. Đó, vậy mới dễ thương chứ. Và mình sẽ mở cái đấy sau cho mọi người. Rồi, nói chung là đủ hết trơn rồi. Giờ là phòng khách. Dễ thương quá. Kawaii desu. Trời ơi, dễ thương quá. Mình nghĩ cái này mình sẽ bỏ ra. Bởi vì cái đó liên quan tới phòng kia đó mọi người. Ôi, đây có cái ghế rất là dễ thương. Trời ơi, ở đây có hai cái ghế rất là dễ thương. Ok, mình sẽ để con gấu bự ở đây. Và mình sẽ để... ở đây nhiều ghế lắm luôn á. Ở đây có nhiều ghế nhưng mà mình chỉ lấy mấy cái cute thôi. Đó, mình sẽ để cái này ở đây nè. Đó, trời, sao cái nhà tôi cảm giác như cái gì ta? Như cái nhà trẻ đó mọi người. Nhưng mà tôi thích. Rồi, mình phải thích cái nhà này, nó cute một chút á. Nhà nhìn nó kìa kỳ lắm. Ôi, còn đồ chơi. Ui, nhiều đồ chơi dễ thương vậy. Wow, kìa. Trời ơi, nói một làm một video về một ngày về trang trí nhà mèo Simi luôn cũng được á mọi người. À đây cái lịch hả? Trời ơi, tôi tưởng là cái gì cho tường. Uầy, có nhôi nhà của búp bê nữa nè. Trời ơi, thôi mình để này ở đây đi. Ôi, chết con gấu. Con gấu nó chui vô đó rồi. Thôi che lại bé gấu luôn, xin lỗi bé gấu nha. Trời ơi, dễ thương gì trời. Mấy bạn tôi có thấy gọi là ngôi nhà của mình dễ thương không? Đừng quên mình lục phi dư tôi biết nha, cho thấy là quá trời quá đất rồi. Trời ơi, có chanh nữa hả? À, là mấy cái chanh này mới có thể dán lên được đúng không? Ồ, dễ thương. Đây, tổng hợp những đồ chơi xanh lè xanh lét của mèo Simi. Cây đàn ukulele màu xanh nữa. Đấy, có là sến luôn. Rồi, trời cái gì mà nhiều dữ trời. Trang trí không biết có hết trong nhà. Tôi thấy là trang trí không hết rồi đó. Rồi, nói chung là cái này thì mình vẫn chưa trang trí được vì nhiều quá. Ui, trời ơi. Tiếp nha. Đây, tôi để bóng bay đây cho dễ thương. Đó. Trời ơi, cái gì có hết trơn. Mấy má ơi, sinh nhật cũng được nha. Mốt sinh nhật là tôi làm cho rầm rố luôn. Ui, ở đây có mấy cái giỏ cute vậy. Ok, à, được rồi. Xin biết rồi. Mình sẽ để cái giỏ ở đây để mình có thể để đồ chơi đúng không? Để đồ chơi vô đúng không? Đây, để sim thử cho mấy bạn xem nha. Bây giờ mình sẽ thử nhét mấy cái đồ chơi vô thử coi. Ủa, không phải hả? Ủa, tưởng. Trời ơi, thiệt có tuyệt tình. Ủa, thôi cái giỏ để đấy cũng được. Đây là phòng khách của Sim các bạn ơi. Ok, tiếp theo chính là toilet nha mọi người. Toilet thì mình nghĩ cũng không có nhiều thứ quá trang trí đâu. Chúng ta có một phòng tắm riêng. Và một cái bể bơi để mình có thể bơi nè. Và có cái gì ở đây? Có dụng cụ riêng. Ok, được rồi, bây giờ đi tắm chúng ta cần cái gì? Đó, bây giờ là chai gội đầu nè. Chai rửa tay nè. Kem đánh răng. Bàn chải đánh răng. Đó, mấy cái này là Sim rất cần luôn. Sáng vậy không có mấy này sao làm được đúng không? Đúng rồi. Có cái lược để chải đầu. Đó, nói chung là cái này phải cần. Và tiếp theo là cần gì nữa ta? Có đủ hết chưa? Thế là đủ hết rồi đó. Nói chung là mình nghĩ toilet cũng chỉ cần vậy thôi. Cái đồ lau nhà. Đó, phải để vô. Không là mốt mà nhà bẩn thì mình phải còn có cái gì đó để mình lau đúng không? Đó, đây, đó, có mấy cái đồ lau nhà các kiểu để mình mốt mà nhà mà bẩn là mình sẽ lau. Ok, và mình nghĩ ngôi nhà của mình thế là xong rồi đó mọi người. Trời ơi, tôi nhìn mà tôi si mê luôn mọi người. Trời ơi, dễ thương quá. Mình có thể ngồi đây, đó, mình có thể ngồi đây và chiêm ngưỡng ngôi nhà của mình. Và mình cũng có thể nằm ở đây. Trời ơi, và tôi có thể ngủ nữa. Mình có thể ngủ lên đây.
mình cũng có thể ngủ dưới này. Trời ơi, ngủ hết, ngủ tất cả mọi nơi luôn. Đấy, và mình cũng có thể ngồi đây để ngồi ăn tiệc mọi người. Vui quá à. Ok các bạn, thì các bạn thấy ngôi nhà của Sim như thế nào? Đừng quên bình luận phía dưới cho Sim biết nha. Ok các bạn, Toka World, thế giới Toka tập 2 của mình như thế nào thì các bạn thấy như thế nào? Các bạn cũng đừng quên bình luận phía dưới cho Sim biết nha. Và các bạn muốn Sim làm gì tiếp theo, hay các bạn có những trick gì trong cái game này, đừng quên bình luận phía dưới, tôi sẽ thực hiện yêu cầu của bạn nha. Ok.